Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp truyền thông, nhiều tòa soạn bị sụt giảm 50% doanh thu và có thể còn tiếp tục nhiều hơn thế nữa. Làm thế nào để phát triển nguồn thu báo chí chính là nội dung của diễn đàn tổng biên tập do báo, nhà báo và công luận tổ chức tại Hà Nội. Tại diễn đàn, đại diện của nhiều tờ báo nhận định khó khăn về nguồn thu đang là bài toán nan giải, đặc biệt là với những cơ quan báo chí tự chủ về tài chính. Đại dịch COVID-19 càng khiến bài toán phát triển nguồn thu của báo chí trở nên cấp bách hơn trước. Để quảng cáo, nguồn thu chính của các cơ quan báo chí ngày càng thu hút được đối tác, thì sự cạnh tranh lành mạnh để thay đổi và phát triển là cần thiết. Các cơ quan báo chí trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó luôn luôn phải tự mình trăn trở để tìm kiếm những cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây là nguồn lực từ bên ngoài, tức là do ngoài cái chuyện là anh kinh doanh trên mặt báo ra, nhưng anh phải đi tìm kiếm, anh hợp tác truyền thông với đơn vị nào, anh xin được quảng cáo ở đâu và anh phải có đi những cái hoạt động gì để anh vừa đem lại cái nguồn lợi nhuận cho mình, nhưng mà đồng thời anh cũng phải tạo dựng được cái, xây dựng được cái hình ảnh của mình và đúng làm đúng cái vai trò là một cái phương tiện truyền thông thiết yếu của nhà nước. Bên cạnh những đề xuất thực hiện thu phí nội dung đối với độc giả, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng báo chí, một số đại biểu kiến nghị chính phủ, địa phương cùng các cơ quan chức năng có những chính sách cụ thể minh bạch. Nếu không đặt hàng thì chắc chắn các cơ quan báo chí địa phương là sẽ không thể tồn tại được. Mặc dù chúng ta là đơn vị sự nghiệp công lập, làm nhiệm vụ chính trị, nhưng mà về cơ chế tài chính không khác gì doanh nghiệp cả. Cho nên là nó không có những cái hướng dẫn rất cụ thể cho cái đơn vị sự nghiệp báo chí. Cho nên là chúng tôi thấy rằng đây là một cái hành lang pháp lý rất là chưa đầy đủ cho cái đơn vị sự nghiệp báo chí. Cũng tại diễn đàn lần này, nhiều ý kiến cũng đề nghị siết chặt vấn đề bản quyền sản phẩm báo chí, tránh tình trạng các cơ quan lấy tin bài của các báo khác mà không có sự cho phép nhằm trục lợi.